Kính bạch sư, sư hoan hỷ cho con hỏi, các chùa Nam Tông có tụng kinh mỗi ngày không sư? Và nếu có thì thường vào lúc mấy giờ? Và chùa có cho Phật tử vào tụng chung không sư? Vì con mới bắt tông sang và con thấy mình hợp với Nam Tông hơn, con không biết. Cũng tùy, tại vì có một số chùa ở vùng sâu, vùng xa hoặc là không có Phật tử tới thì cũng không chắc, sư không chắc cái vụ đó. Tại vì có đôi khi là chùa không có Phật tử, quý vị cứ nghĩ là một năm trời không có ai tới hết trơn, thì giờ đó đâu có mở cửa ra đâu. Thì cái chuyện mà có Phật tử hay không thì cũng còn tùy. Tốt nhất mình nên tới chùa, trực tiếp ngôi chùa đó để mình hỏi. Giờ giấc á, thì cũng tùy chùa nữa. Có chùa 5 giờ, có chùa 6 giờ. Còn tụng kinh mỗi ngày thì hầu như là các sư đều tụng kinh mỗi ngày. Còn Phật tử có tham gia hay không thì như sư nói đó, tùy là cái ngôi chùa đó đó Phật tử có hay lui tới hay không. Phật tử có lui tới thì sẽ có tụng. Còn mình đi tới một ngôi chùa vắng thì có khi không có ai thì cũng không có Phật tử lui tới. Không phải các sư cấm mà chẳng qua là không có người lui tới thôi.